Trạng Nguyên đó hả? Ừ, thì sao? Đúng là như lời đồn. Đẹp trai đó. Nó nói gì vậy? Nó khen bạn đó. Em là Mỹ Dung. Mỹ Dung, là ai? Anh không biết em hả? Lần đầu gặp mặt nó hỏi tôi biết nó. Sao biết? Không, em chỉ thấy lạ thôi. Tại vì học sinh khu này ai cũng biết em hết á. Ai cũng biết? Tổ trưởng tổ dân phố hả? Ok ok. Anh Đào Đào. Biết hot girl trường Minh Khai đúng không? Nghe rồi đó. Nó đó là hot girl trường Minh Khai. Nổi tiếng lắm đó. Không sao, anh không biết em thì em với anh từ từ tìm hiểu cũng được mà. Tìm hiểu gì? Ôi, biến vô khác chơi. Biến không? Tôi nghĩ tôi với bạn nên biến về nhà chơi bóng vui hơn đó. Thôi đi 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 đi. Hello. Sao? Em thật sự rất thích anh. Em nghiêm túc đó. Thích tôi hả? Ừ. Vậy thì cầm nó lên, kiếm thùng rác mà dục. Nhà tôi không phải cái thùng rác. Buông ra. Bộ anh không thích em một chút nào luôn á hả? Tôi nói là buông ra. Muốn gì? Đơn giản, em chỉ muốn anh thích em. Cái gì vậy? Trời ơi, cô không nghĩ là Nguyên của mình cũng có fan hâm mộ luôn ta ơi. Rồi sẽ có một ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Thôi đi, đừng có nói nữa. Rồi sẽ có một ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Ngay hoài à, đừng có nói nữa. Ủa, chị mới tới hả? Tụi mí. Biết tình gì chưa? Hồi nãy lúc ở ngoài cổng nhà mình á. Đi đi đúng không? Đúng không? Uống có ra. Có gì đâu. Đi lên. Cái tao tao có gì mà thúi quá rồi. Chạy cái gì? Bỏ cái tia ra ngoài. Đây, em thử thay cái động từ vô cái câu trên đi. Dễ lắm. Sao đang học mà em để chung điện thoại vậy? Lại mấy đứa rủ đi chơi đó đúng không? Alo, ai đó? Ngạc nhiên chứ hả? Em Dung nè. Sao cô có số điện thoại của tôi? Đơn giản mà. Cô có tự trọng không vậy? Tôi đã nói không thích rồi mà. Là cô bé đó hả? Ủa? Bộ em gọi điện thoại cho anh cũng không được hả? Tôi đã nói là mai mốt không gọi tôi nữa, nghe chưa? Mà có ai đang ngồi kế bên anh đúng không? Biết làm gì? Đừng có nói với em là bạn gái của anh nha. Thì sao? Nhưng mà anh chưa có bạn gái mà. Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Nghe chưa? Em muốn gặp anh. Không. Gặp em rồi thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Con nhỏ. Ok, được rồi. Gặp một lần thôi đúng không? Nói được phải giữ lời nghe chưa? Ok ok. Cứ chọn địa điểm rồi thời gian rồi nhắn cho em. Bye bye. Đúng là bị điên mà. Trời, làm gì chửi người ta dữ vậy? Nãy cô nghe sơ sơ thấy giọng bé đó cũng dễ thương mà. Nhưng mà có điều á, hình như mắt con bé đó có vấn đề đúng không? Thì sao mà thích được người đàn ông như em chứ? Gu mấy đứa nít vậy lạ thiệt. Tệ. Nè. Gì? Cô giúp tôi một chuyện được không? Giúp gì? Là bạn gái của tôi. Em bị điên hả? Ôi, thôi. Cô không thích một người học dốt như em. Không phải gu của cô. Tôi sẽ siêng học hơn. À, đó là chuyện của em. Tôi sẽ học tốt hơn thiệt đó. Không có liên quan gì tới cô hết. Tôi sẽ gọi cô bằng chị. Yep. Sao? Thấy
cô với học sinh cấp 3 không? Hay cô có đáng yêu không? Học sinh cái gì? Thôi cô đi chỗ khác đi, cô làm tôi ngại quá. Ngại quá hả? Thì cô đi về á. Thôi, ngồi xuống đi. Rồi, được rồi. Nhưng mà nhìn thấy ghê ghê thì sao á? Ghê không? Đi về à? Nhìn cũng được. Nè, tới rồi kìa. Ráng diễn sao cho tốt nha. Em yên tâm đi, diễn xuất là nghề của cô mà. Ngày hôm nay cô sẽ làm con bé đó, bé mà. Ai đây? Hình như tôi với cô gặp nhau rồi đúng không? Đúng rồi đó. Chào bạn, mình là Diễm My. Mình là người yêu của anh Nguyên. Mình học lớp 10, trường Đông Đa đó. Vậy á hả? Anh Nguyên ơi, em đói bụng quá. Ai chưa được ăn cho nha. Ủa, không ai quen nè. Chứ hai quen nha. Thôi được rồi, đợi anh chút. Gì vậy? Sao tự nhiên lớn tiếng với em vậy? Em tổn thương á, giận không giận? Anh ta nói là chờ anh chút mà. Thôi được rồi nha, xin lỗi. Cô thấy rồi đó, đây là bạn gái của tôi. Mốt cô đừng có làm phiền tôi nữa. Bạn gái của anh? Anh không quen tôi để đi quen cái con nhỏ giọng anh ách này hả? Gì vậy? Mày nói gì đó? Tôi nói vậy đó, làm gì tôi? Gì vậy? Tính đánh mày hả? Cô định làm gì bạn gái tôi vậy? Không dám. Hai người ngồi đây chưa búp bê tiếp đi ha. Sao thấy cô diễn hay ạ? Em làm gì đứng xa cô lẻ vậy? Ôi, cô đúng là mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi á. Cô làm tôi nổi da gà luôn á. Nổi da gà, diễn hay muốn chết luôn. Nè nha, từ đây về sau em phải kêu cô là chị đó nghe chưa? Thì để coi thì sao. Cái thằng quỷ này. Hello. Hello, how are you? Chị lớn tuổi hơn mấy đứa đó. Chị là gia sư của Nguyên chứ không phải người yêu của Nguyên đâu. Hôm bữa là làm giả bộ thôi chứ không có phải người yêu thiệt. Vậy hả? Chị nói thiệt á. Chị... mày nghĩ tao tin mày hả? Chị nói thiệt mà. Chị và Nguyên không có gì hết trơn á. Thật ra như chị giả bộ vậy thôi. Chứ chị lúc nào cũng rất là thích em. Chị rất là thích tình cảm của em với Nguyên. Chị thấy em với Nguyên rất là xứng đôi luôn á. Xứng đôi hả? Mày ăn 10 cái tái của tao rồi tính. Dính lại. Cái gì? 10 cái là tái của em ơi. Sao bây giờ em mới tới? Nó sắp lộ cô rồi kìa. Nãy giờ cô đi đâu vậy? Em tìm cô từ nãy giờ luôn á. Giải thích cho nó biết đi. Cô chỉ là gia sư của em thôi. Cô phải người yêu của em. Nói cho nó biết đi nhanh lên. Sự thật có phải vậy không? Không. Đây là người yêu của tao. Tao nói lại một lần nữa. Đây là người yêu của tao. Đứa nào đụng đến một cọng tóc, tao không có đi yên đâu. Mày hù ai vậy? Hôm nay nghỉ học đi. Nghỉ học đi. Ôi! Ôi, tay em bị chảy máu kìa. Trời ơi. Không sao đâu, nhỏ xíu à. Không sao cái gì, máu chảy quá trời mà nhỏ xíu hả? Trời ơi. Sao nãy giờ cô không có thấy vậy? Nhỏ xíu à, cái gì đâu, bình thường mà. Ôi, máu chảy quá trời luôn. Em có cần phải làm
vậy không? Chỉ cần nói với tụi nó là không phải là bạn gái là được rồi. Cần gì phải đánh nhau vậy vậy? Bộ nói vậy là nó tin hả? Ngây thơ vậy. Ui da. Mà mất mới gì vậy? Em phải làm vậy. Bộ, em lo cho cô thiệt hả? Đâu ra? Nằm mơ đi. Tại tôi làm biến mất công phải đưa cô đi đón cô về hoài thôi. Lỡ tay, lỡ tay. Đau ha? Không đau. Ồ, mạnh mẽ quá. Không đau, mạnh mẽ. Lỡ tay.